Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Đức Meo Meo. Hôm nay mình sẽ làm video clip nhỏ để review cho các bạn biết về dao Karambit. Đây là Ford Karambit 9. Thì cái con này là hàng fake nhá. Mình mua ở trên Shopee về giá là 295.000, ok gọi là 300.000 đi. Thì 300.000 của một con dao fake của một hãng rất là nổi tiếng, sản xuất chuyên sản xuất về Karambit của Ý, thì bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem 300.000 thì các bạn sẽ được cái gì nhá. Đây, hộp của Karambit đây. Đấy. Hộp này thì thật sự thì mình vẫn chưa trên tay con dao chính hãng cho nên là mình không biết được là chính hãng thì nó như thế nào. Đây là con hộp của con dao Karambit này. Đấy, còn đây là con dao nhân vật chính. Bản này là bản cán nhôm, mà theo như hàng chính hãng ấy, thì cán nhôm nó sẽ là nhôm hàng không và lưỡi của nó như này đấy, mở ra cho các bạn xem. Nhưng mà đây là chất lượng gia công của con này thì nói chung là cũng không được ổn cho lắm đó. Bạn cá nhân mình nhận xét thì nó là như thế, và tất nhiên là 300.000 thì các bạn cũng không nên kỳ vọng vào nhiều cho cái chất lượng gia công nó tốt. Đấy, thì thật sự rằng nó thì cái cán này thì cũng bình thường. Phía trên cái lưỡi này thì nó có những cái vết xước ở đây này. Đấy, nói chung là nó cũng gia công nó không được ổn cho lắm. Về độ sắc của lưỡi thì mình cũng chưa test thử. Đấy, nhưng mà về cơ bản thì con dao này nó sẽ như thế này. Karambit thì nói chung là mình cũng rất là thích cái dòng Karambit. Cái clip này nhá, nó rất là cứng luôn. Rất là cứng luôn. Khó cài, khó đeo lắm ấy. Ừ, khó cài, khó đeo lắm. Và cái clip là cái clip này này là để cho bạn dùng con dao này cho các bạn nào mà thuận tay trái. Đấy, thì sẽ cài clip ở bên phía sườn bên trái hoặc là phía quần túi quần bên trái và sẽ nhấc lên. Đấy. Nhưng mà cái clip này nói chung là nó rất là cứng. Ngoài ra thì cái mở con dao này ra nó không hề mượt mà một tí nào cả. Đấy. Cũng có Emerson Way này nhưng mà nói chung là nó không có tác dụng gì lắm và mở ra khá là rít, nên là nếu mà để mà kỳ vọng là mở nhanh giống như là hàng chính hãng thì nó là không có. Đấy. Mở ra nó rất là rít luôn, rất là kẹt luôn. Bản cán nhôm này thì là mã model là mã 478, còn hầu hết các hạ còn các model khác của Ford Karambit 9 thì hầu hết đều là nổi tiếng là mã 479, là model 479. Thì ngoài ra thì còn có một model nhỏ hơn, đấy là model 599 thì cũng rất là nổi tiếng. Và cũng nói chung là đây là dòng dao huyền thoại của Ford. Thì hàng chính hãng của nó thì đều là made in Italia hết. Và cái thép của nó thì nó là thép N690 CO, là loại thép rất là tốt. Và thế cho nên là giá thành sản xuất nó rất là cao. Bình thường một con như thế này giá của ở các shop ở Mỹ bán thì thường nó rơi vào tầm khoảng 125 đô, cho đến có những bản là lên đến 150 đô, 140 đô, 150 đô đấy. Có những cái bản ví dụ như là bản nhôm này là 124 hay 125 đô này, bản cán G10 này, rồi là cán carbon fiber các thứ. Đấy, nó cũng rất là nhiều phiên bản có màu sắc và khác nhau. Đó, thì bản này là bản 478, là bản cán là bằng nhôm. Đó. Nhưng mà hàng chính hãng thì tất nhiên là nó khác nhiều so với đấy rồi. Đó. Và đây này, cái chỗ này nó có một cái hõm nhỏ đấy. Nó không được khít hết vào, nó không che được toàn bộ lưỡi đi. Ừ. Hàng fake mà. Ừ. Karambit thì một loại dòng rất là nguy hiểm. Ừ. Mình cũng rất là thích Karambit. Nhưng mà cái clip này là ở trên này là dành cho các bạn thuận tay trái thì sẽ đeo vào và móc ra như này. Độ sát thương của Karambit rất là cao, rất là lớn luôn.
Đấy. Đường cắt nó rất là sâu, lớn. Tại vì nó cong như là cái răng hổ ấy. Thì Karambit ở trên thế giới thì cũng có rất là nhiều công ty người ta sản xuất về các cái mẫu dao thiết kế về Karambit. Nổi tiếng thì có Cool Steel này, có United Cutlery. Đó. Mình cũng đang sở hữu một con Honsu, Karambit Honsu của United Cutlery. Thì lúc nào rảnh mình sẽ review về cái con Honsu đấy. Con đấy thì mình cũng đã sở hữu cách đây mấy năm rồi. Và lúc nào cũng để bên cạnh người. Sơ qua thì mình cũng chỉ muốn nói như thế này về con Karambit này thôi. Tại vì bình thường ấy thì mình thích dùng dòng dòng dao fix, là dùng dòng dao mà lưỡi cố định, chứ ít khi mình dùng các cái dòng folder như này. Mình thích các cái con Karambit mà lưỡi nó cố định hơn. Tại vì những cái con như thế thì nó thường cái thiết kế của nó khá là to. Khá là to mà mình chỉ thích những cái con to cầm nó đầm tay. Đấy. Ok, mình chỉ nói sơ qua về con Karambit này thôi. Cảm ơn các bạn đã xem.